Bữa nay ăn Tết về quê dẫn dẫn cục vàng đi ra ngoài ruộng chơi cây chừng tén xong nghe. Đi từ 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 nhìn dưới giò kìa. Rồi đi từ từ qua hồi té khóc nữa. Ôi ơi, trong đây quá chừng cây trái luôn rồi nè, cây hạnh nè, còn con trái à. Ồ, nhóc trái vậy kìa. Đâu? Đâu? À, thấy rồi, chừng có con sầu nè. Ừ. Thấy rồi. Ừ. Hái đi. Cái hột màu đen nó mới nổ nha. Ở đây có ba hột nè. Thấy không? Đây là trái nổ nha. Trái nổ này mình hái giờ mình bỏ vô thau nước. Khoảng 15 giây sau nó sẽ bị nổ. Ôi, bị kiến cắn rồi. Khang khang coi chừng bị kiến cắn nha. Trời. Nè, đây có cây nè. Ừ. Trời, gán đi. Vô nguyên vườn ổi rồi. Cái gì? Trời ơi, quá chừng rồi đây. Đâu? Ồ, nó xuống sông nó tắm vậy đó hả? Đâu kêu nó ai? Thối hả? Chừng té kìa, Út Khang đi chừng té kìa nha.